thôi. Cái thằng cái này thằng group cái này á, mục đích cái này là chỉ để bệnh lầu đúng không? Thứ hai, cái hai của nó là thì cái giờ á, ta muốn định tuyến ở chỗ này là a à, đấy, ví dụ thầy muốn, ví dụ giờ thầy muốn quản lý sản phẩm đúng không, thầy dùng round này, te này, s này, rồi sau đó ở đây á, là gọi chữ sản phẩm là product này đúng không, product này đấy. Rồi đây chạy đến controller này, copy cái này cho nhanh đi còn lâu á. À, ở đây ta back end và đây là product chẳng hạn đi nha. Rồi cây này là liên quan đến hiển thị đúng không, cây này à, cây này là liên quan đến hiển thị. Rồi thì hiển thị ví dụ giờ ta lại muốn là gì thêm thì ta lại gọi này insert này đúng không. Vậy cái trừ này nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, trừ này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Người ta không muốn như vậy, muốn sửa một sửa là chỉ gắn sửa một cái thôi. Vậy người ta lại dùng thêm group con của nó, group con của nó. Vậy ở đây người ta dùng group con này đóng phải nhé, sau đó đến function đúng không? Đây function, đây đóng một vòng này, rồi cái này còn đóng vòng kết thúc này, người đang có chấm phẩy, yeah. Đó, và cái này ta đưa vào đây, hai cái này ta đưa vào đây, à, và cái này ta đổi lại là product, đấy, do vậy giờ trừ này product with đấy chứ không dùng cái đó này. Và nếu như ta bày middleware cho sản phẩm, do vì ví dụ là trong số những thứ sản phẩm ai cũng có thể đăng được, nhưng thành viên có phải là ai cũng thêm được không, slide sau ai cũng thêm được không, chỉ có những người khác nó mới thêm được. Vậy vào đây chắc gì nó đã cho được thêm, vậy ta sẽ bày lầu cho những người đó không được vào ao ra. Vậy ta dùng middleware khác để bày lầu á, người nào thì có quyền thêm. À, do vậy ta có thể định nghĩa cho từng nhóm một, nhóm thứ nhất là được vào làm cái này, nhóm thứ hai làm cái này, ba này. Rồi ta có thể middleware từng round này luôn, từng thằng một luôn. Đây, rồi thằng này giờ không xài cái này này nhé. Đó, giờ nó giảm bớt. Vậy đến product thì ở đây ta nói là index, product index đi ha. Đặt tên cho nó dễ quản lý, product index. À, còn thằng này là product thì insert. Insert thì nó có get insert được chưa? Đấy. Và tất nhiên ở đây ta sẽ có bot insert nữa. Bot. Ở đây ta có, đây là nhớ là đây là get này, get insert này. Và đây ta có bot insert. Và đây ta cũng đi trang đổi như vậy, đây là product get và đây là gì bot insert cái ha. Đây được chưa? Vậy giờ khi ta chạy thế này là ta được xem cái product đấy, thì hiện tại là nó đã báo lỗi controller thôi, thì ta sẽ tạo controller thôi. Đây, controller đây này, controller chưa đây. À, pro gì product. Và đây ta có thể gạch resource là để làm gì, để nó thêm mấy cái chức năng thêm xóa sổ thì thôi. Đây đây này nó có index này, có capit thì ta thay đổi rằng là insert thì thực chất ta tạo được không có sao đâu, insert và cái này là để lưu trữ thôi, lưu trữ của thằng này là gì là get insert đúng không? Get insert thì cái thằng này là bot đi insert. À, thế mà ta có update này, mà update thì sâu gì đây này, còn nó cần đùi làm sao á? Ok nó đi. Bây giờ ta chạy lấy nó ra được không? Lấy nó ra được. Và tất nhiên thì ta đây ta cùng làm đái một cái trang quản trị nhé. Được chưa? Return gì? View. Và đây là backend.bs.product đúng không? Và chấm index ha. Đấy. Và ta sẽ có suộc vào đó. Đây. Product. Đấy. Ta lên. Nice. Product. Đây là gì? Chấm ta lên.
thì view thì tương tự thôi, giống bao nhiêu vậy? Extend the layout edit chạy ra đây. Và ta cũng quy tắc thì ở bên này ta sẽ truyền cái dữ liệu sang đó, nếu như ta viết hoàn chỉnh thì ta sẽ lead. Cái này ta sử dụng là gì? User app model add product, đúng không? Là product thì lead thì bằng product chấm product thì lead. Okay. Cái này là ta lấy những cái mẫu tin mà trạng thái gì nó bằng index, đó không thì là index được cái, nó thử cái này nó bao lỗi, không biết bao lỗi không tại vì ta chưa sử dụng nó, dùng con mắt kia, mà ta đã chuyển đi sang, okay. Chuyển đi sang, đó. Rồi sang bên này thì ta sẽ nhưng bên này ta chưa định, cái thằng layout ta chưa định content đúng không? Ta tạm thời ta định content đi để ta đưa cho nó đúng vị trí thôi. Layout admin thì tạm thời ví dụ ở đường dưới này, xóa cái này đi nhé. Thầy định ra IELD content này. Đó. Đấy, vậy sang bên này ta sử dụng cái thằng gì? Ở trong set content. Đây là content. Đây ta định ra table ha. Cấp sân này bỏ đi. Cấp ra table order table over table gì đó thật khỏi. Ví dụ đây ta sẽ hình nhé. Hình thì chưa có, ta ví dụ hình nhé. Đây, tên copy này. Tên sản phẩm là 2 này, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó, ID này cuối cùng nha, ID này. Tên sản phẩm, tên sản phẩm, và đây ta tự loại, loại, đây là ngày, ngày tạo này, đó, và cuối cùng là chức năng đây, nè, okay, ha. Và ta in thử dữ liệu đây là đây có 6 trường thì đây có 6 đúng không? Okay, đúng chưa? 6 rồi. Đây ta chỉ một for như này. Đây ta lấy biến như này chuyển sang bên lead. Lead AS from. Cái này sau này là end. Ok. Và ta chạy thử anh là từng và dữ liệu cái hai cái bảng này nó không ổn lắm tại vì giờ cái loại sản phẩm này ta chỉ có được mạng loại thôi. Vậy thầy in ra tên nha, ví dụ đây thầy in hình này. Thầy hình thì tạm thầy khỏi in đi nhé. Rồi cái tên đi lấy tượng trưng thôi. Rồi, in tên thì đây thầy sẽ lấy gì, lấy round name, tên sản phẩm là name. Nó ra này. Đấy. Nhưng cái thằng này này. Rồi copy thằng này xuống cho cái thằng gì? Thằng ID này. Rồi, cái thằng này là loại này, đúng không? Là get gì? Get ID. Nhưng cái get ID thì thằng nó muốn lấy, thì muốn lấy tên ID cơ. Tên nó là thuộc loại gì? Vậy ở đây thầy sẽ dùng kỹ thuật này. Đây, để ý cái này nha, thay cái này. Rồi. Đây zone chúng ta copy cái này là zone thôi. Đây. Và cái zone này thì viết ở đâu? Nếu như thầy viết ở đây đi, ta tạm này thầy viết ở chỗ này đi nhé. Thầy không dùng hàm này mà thầy viết ở đây các thể nó ra gì? Vậy cái thằng này tạm thầy xẹt đi nhé. Rồi sau đó ta zone về cái thằng này. Được chưa? Rồi zone thằng này. Vậy ở đây thầy đưa lấy vẫn lấy nó là bên list này, được không? Rồi từ cái bảng product này, vậy bảng product này. Đây. Rồi sau đó zone. Zone thì thằng này hiện tại nó đang zone nhiều bảng.
Đấy, số nhiều bạn. Thì đây là nó gồm bạn gì? Bạn contact và bạn user. Và bạn user vậy. Cái thằng này thì viết đi nha. Thằng này này. Rồi, thằng này thì viết đi. Tại vì dấu luôn bạn là bạn. Ok. Vậy giờ này. Ở đây ta sẽ tạm thời nhé. Tạm thời ta sẽ lấy tên bạn luôn. Là db chấm gì? Đô đất. Ok. Vậy cái thằng contact ta thay bằng cái này. Đúng không? Được chưa? Còn cái thằng user này ta thay bằng db category. Ok. Rồi. Thằng này là của thằng nữa rồi. Rồi đây. Được chưa? Rồi. Còn cái thằng này là của order gì đó, thằng vứt đi. Select thôi, thằng này chỉ là select thôi mà. Ok ha. Rồi. Where nè. Rồi, thiếu rồi. Where nè. Rồi. Zone mà có where chứ đâu vậy. Hay là cái gì nè. Nó không có điều kiện kết nối nữa. Đây, where. Đây, where của thị trường nào à, cái này. Đây. Đây, coi là cái này, cái này. À, cái này đây, zone cái này. Rồi. Giờ cái bảng này thì là có ID, đúng rồi. Còn cái bảng product thì có cat ID. Bảng product thì có cat ID. Rồi. Thì sẽ đây là select tất cả các cái trường trong bảng product. Tất cả các bảng trường trong bảng product và trong category thì thầy lấy ra name. Thầy lấy ra name thôi nhé. Là thầy AS nó thành name cat đổi tên đó. Cái này biết là AS là cái gì đấy gì. Ok. Đấy, là thầy get. Tương tự như vậy chạy thử đi lỗi nhá. Lỗi. Wow, lỗi này. Lỗi là align table product gì đây. Hình như nó không hiểu rồi. Đây, cái này nó không hiểu rồi. Product sao. Rồi. Vì cái này là product này. Cái này ra nó dùng chữ DB đúng không? DB sau đó table gì đó. Ok. Rồi, thì mở này ra thì view cho coi cho nha. Cho ngồi viết cực. Với lại cực nói tới chứ không nhớ nữa. Đây, cái thằng product ở đây thì có thằng bot ở đây thì có dùng zone này. Trong phần mục là không, tên cùng xong. Đây này. Bot zone. Đây là đưa vào topic trước. Tại vì thằng này là table rồi. Topic. Ok. Vậy cái thằng này là table rồi nè. Cái thằng này là table ở mình đây nè. Được chưa? Vậy cái thằng này ta đưa là category. Đưa cái category. Được chưa? Rồi tiếp theo đây là gì? Bot. Hai cái này đảo chỗ cho nhau được. Ok. Vậy cái này là bằng này đúng không? Vậy cái này là category thì ID product này này. Đảo chỗ cho nhau nếu như mà mày không được thì ta lại cút thế này, đảo lại ngược lại thôi. Đây. Được chưa? Ta thì dấu bằng thì đưa vào đây thôi. Đây, bằng. Được chưa? Đây. Thế thì trường hợp tiếp theo đây là where gì đó, where, ví dụ đấy where đây. Là set điều kiện thôi. Còn cái trường hợp là select này. Select ở đây ta lấy tất cả cái từ bằng bot ở sản phẩm. Là cái này quan năng thì chữ AS thì ghi sao AS đây là đúng rồi tên luôn này nó ra chạy lại là đúng rồi được chưa. Vậy ở chỗ này ta có được cái tên chứ ta không in cái này. Cái tên là thầy đặt tên nó là gì đây, name cat. Vậy ở chỗ này ta sẽ in là name cat. Đây chỗ này in là name cat đó. Bây giờ là cái bảng ở đây. Đó, nó chỉ có ở chỗ này thôi. Zone hai bảng là quay lại cái đường code của nó zone. Nhớ ta nhớ lồng vào trong cái bảng kia nhé. Lồng vào trong cái bảng kia. Ta mình nhớ là ta thầy có dùng một cái bảng data riêng nhé. Thầy không có dùng cái này. Dùng cái này chết luôn. Tại vì cái này thầy dùng có mục đích khác. Do vậy trong cái trường hợp này thầy tạo ra cái thằng là data. Data là liên quan đến zone hay là bot zone gì đó, product zone gì đó. Ok ha. Thì đây tạo đi. Đấy, không. Và đây view lên thì nhớ là view thì bình thường á, giờ ta sẽ nói đến insert đi nhé. Không. Insert thì đây ta sẽ thêm đúng không? Insert. Rồi insert nó chạy đến đâu? Ta đây viết insert đây đúng không? Ta filter nhỉ.
view. Insert view thầy muốn nói cái này chứ còn insert thì mấy đứa chắc làm được rồi. Base s rồi folder chấm im nhé. Insert cái ha. Để chờ đến cái này nhé. Rồi ta tạo về thằng folder này insert đi. Insert chấm ba lên. Chấm lên bên. Nên là extend gì layout HDMI hay layout gì HDMI đúng không? Và đây là content gì set đấy. Và tất nhiên cái này là nó liên quan đến form rồi đúng không? Liên quan đến form mà giờ thì đi đây ở đâu nhỉ? Đó, cái thì mình xử lý thêm như thế không? Insert product layout ít rồi thì cái vấn đề là ở chỗ này này, vấn đề là ở cái chỗ ví dụ đây thầy đặt content ấy ha, deep content ấy nhá thì container blue đi ha. Rồi trong cái này thì cái cầu thành đi cả là RAM, thầy chỉ nói những cái thứ mà chủ điện thôi nhé. Rồi đi cả là column ở đây, ví dụ ở đây là bên 9 này. Rồi còn cái thằng này là 3. Rồi vì thằng chủ điện ở đây thì muốn nói nó là thứ nhất là text cho này được chưa, nói đến cái này. Cái này là group detail đúng không? Phần detail nhé. Class form control. Được chưa? Và cái này. Okay. Cái mà ta sẽ làm cái này. Vậy cái này ta dùng editor vào. Cái này ta dùng editor vào. Thầy đang đụng với cái thằng editor. Và cái thằng thứ hai bên này. Thằng này là input. Nhưng không đủ cái thằng này mà tại vì bút thì thằng kiểu của nó là file á, kiểu của nó là file. Bình thường là ta hay dùng hai cái này, đây thằng này bên tay đây, và đây thầy chọn canvas form control, canvas form control, đây thầy sẽ được là file nha, email bây giờ, đây. Và thầy muốn giờ thầy muốn chèn editor vào. Editor là ta dùng chữ CK editor. Đây CK editor đây, ta dùng CK editor 4 thôi nhé. CK editor 4 thôi. Đây có download không? Download này. Đây ta download thằng này ha. Và cái này thầy download rồi. Rồi, lỡ đau rồi thì cho nó đau luôn đi. Ta hay xóa rồi ta. Thứ nhất là dạng em nghe này ra. Rồi, cắt cái này nha. Ta đưa vào trong cái web chúng ta.
Đây chúng ta này, web, Google, public nha. Đây. Vậy ta cần dùng cái này vào. Vậy cần dùng cái này vào thì ta ở trong cái layout đi. Ta để layout đi ha. Đây. Ta cần dùng cái thằng CK Editor vào, nó là Java CD thôi. Được chưa? Ta được dùng cái thẻ gì? Link. Ok. Rồi. Đây ta dùng asset này. Nhớ là mấy cái kia đang lấy online nha. Mấy cái thằng tên này nè là đang online thì nó chạy bình thường á. Mà máy này không có thì là tiêu đó. Ok. Giờ đây ta đi vào thằng này. Vậy cái thằng này là CK Editor này. Đúng chưa? Đấy, CK Editor này. Set này. Ồ, mà cái này không phải nữa rồi. Sai rồi. Cái này là React mà. React đây là script rồi. Ok. Vậy cái này ta đưa như là đây. Add rồi. Ok. Đây. Đảm bảo là ta đưa vào rồi. Thử cái này. User. Ok chưa? Ok, cái thằng này á, nhớ là mấy cái thằng này ta nên bê. Mấy thằng này chạy thì còn thấy gì lồi. Rồi, thầy là nó phải nên bê thằng này lên đứng đầu tên luôn. Ok ha. Để giới nó chạy nhẹ hơn. Đấy, để thằng này ta đậm mạnh hơn. Vậy cái này nó chưa được. Vậy ta phải dũng cái thằng này vào. Thằng dũng kia đấy, ta có thể mở cái thằng ví dụ trong này có symbol này. Ok. Đây, mở thằng này nó có ví dụ chèn đây. Vì thế ta chỉ cần cái này thôi. Đây, cần cái này thôi. Cần cái này đây. Rồi ta chỉ mở cái đường code trước sau đây. Mở cái đường code mà của thằng insert ra. Nha, này ta định cho nó một cái ID. ID. Ví dụ là detail đi. Đấy, thấy chưa? Và đây ta chuyển CP thì cái này có. Đó, chúng mình vô. Những cái này chỉ cần là ở đây ta chuyển cái thằng vào là được rồi. Cái này vào rồi. Đó, và thử ở trở lại. Wow. Thì chưa được. Rồi. Oh. Hai. Còn tiếp. Còn chưa đúng hả? Thời gian là thay lấy đường cốt trong này đốt cho nó nhanh và đợt cập là không nhớ bay em bay bó đi lấy insert này okay. Mà đúng rồi mà để thay thế đó đây là con fit này thay thế nó thì trừ đâu đúng không. CK Editor. Okay. Và trên thực tế là nó có rất nhiều thứ để cấu hình ra đây. Đó. Vấn đề là dùng được cái đó là thành công. Giờ cái nó đẩy sinh vấn đề là ấn vào đây, ví dụ thầy đang gò đây này. Thầy muốn chèn hình vào đây. Vậy ấn vào nút hình thì nó chèn hình thì nó không chèn được. Và chèn hình thì ta phải kích vào nút Browse. Alternative. Okay. Vậy và ta mở thằng này ra nhé. CK Editor này ta còn cái thằng là đu vùng bẩn hay sao có thể coi Wish. Đây và mở đến cái thằng này này thằng in gia đình thằng này manager đây coi thằng trừ này này đó chữ in gì đây này ta trừ manager này. Ta chọn cái thằng CK Filter đây tìm cái thằng này được chưa? Và tìm đến phần này thì tìm cái đường cốt này đường cốt chỗ này nhìn thấy đường cốt chỗ này ha đây đường cốt chỗ này ta để đứng trong này đó để đứng trong này nhưng để đứng trong này thì ta chỉ xài cho thằng này thì được nhưng mà nhiều thằng khác mà muốn sử dụng chức năng này nữa thì nó cực như vậy ta copy thằng này ok
Rồi ta sẽ mở cái thằng này, mở thằng trong cái thằng mở đây cho nó gọn nha, trong bước lệnh này. Cái này là CK editor đây đúng không? Nó có một cái mục là config này, config ở đây. Config ở đây. Đây có config đây. Ta dán cái này xuống đây. Đấy, dán cái này và sửa lại copy cái này. Cái này. Ta cái hai cái bên này ta có cái này đúng không? Ok. Còn cái thằng này thì vứt luôn đi ha. Vứt thằng này cũng được không sao. Rồi, sau đó ở chỗ này ta đổi lại dấu bằng. Dấu bằng. Dấu bằng. Đấy, đổi thằng này cho bằng. Nó vẫn chưa chạy đâu. Ok ha. Và thêm một chút xíu nữa. Đó đây. Vậy cây này bị đứng chân tỉnh. Đứng chân tỉnh ra đây. Ok. Đó, copy thằng này nữa. Ta đưa đây này vô. Đấy. Vậy khi ta chạy lên thử này, wow, nó chưa, tại vì ta chưa có CK filter, ta bị download CK filter đúng một website nữa, ta mới được, không biết nó thiếu chỗ nào nữa không, chưa được ha, thiếu chỗ nào cần kiếm nữa. Còn cây này á, còn mấy cái đuôi này là mấy cái mà ta có thể bỏ bớt những cái nút này đi. Thì ta cấu hình như này. Khi nào nó ra bà râu cơ, cái cây này chưa được. Ok ha. Rồi. Mà đúng được chặt này chúng ta. Bớt lịch, nó bị đếm bớt lịch. Sau đó mới đến cây đó. Rồi. Tiếp theo thì ta phải download cái thằng thứ 2 về. À, thứ hai về đó là thằng này. Là CK filter, CK filter. Đây ta download CK filter là về thì tìm cái này nhé. CK filter. Đây. Ta download nó về. Download về. Đây CK filter. Ta download cái bản này về ha. Hình như cái thằng này đang còn bị lỗi chỉ chưa vào đó, để cái minh mắn là chưa vào. À, đằng sau này là dấu chấm phẩy, ok đúng rồi. Nó bộ lỗi nó có báo đâu. Rồi, chạy thử này. Nó phải chạy đấy nhưng phải chạy chứ, không chạy là không được. Đây, nó phải chạy này. Không ra được. Nó khi nào nó có thêm tác nữa, râu nữa. Ok. Ta copy cái này từ file này. Đây. Tại sao mà thầy Việt sang bên này thầy mở ra? Tại vì nó lưu chat, lưu chat chứ không phải là nó bị kêu được đâu ha. Rồi, theo vậy giờ ấn vào đây này, quan trọng là ấn vào đây. Nó lại bị lồi. Vậy ở đây nó lại đụng đến CK filter. Đây, vậy ta download CK filter về làm mục đích để cây đó nó chạy rồi á. Vậy cái này là CK filter đây. Rồi ta mở cái project của ta ra luôn nhé. Project là đâu nhỉ? Là đây. Để đây luôn nhé. Đây. Đây là CK editor. Đây là CK pin gì? CK filter. Và đôi cái đi xuống thì phải cấu hình nó mới chạy. Cấu hình nó mới chạy được cái thằng đó. Rồi ok. Và ta có được thằng CK filter rồi. Đây, CK filter này. Trong CK filter nó có một cái tập tin cấu hình là b config.php.
lăn xuống dây tít này, lăn xuống dây tít này, sửa cái này lại, thành thành cái tăng nào nhỉ? Từ từ lăn xuống đây. Đây đây, cái thằng này này, cái thằng đúng rồi đúng nhỉ, thằng này là nữa thôi, cái trò như làm đâu đi, thằng này đúng là thằng này đây này, phải làm lại đây làm được rồi, đấy nhé, ngoài, cái này là được cái này, ok ha. Và thầy thì thầy lưu trong cái giờ này chạy cho xong nó chỉ là một tí là thầy sẽ cho đông cho tại giảng đến cho xong giảng đến cho copy cho xong okay. Xong rồi thì thầy mở này lại nhé, hai cái thằng bất định thì vừa rồi nó đưa qua đây à. Vậy thầy muốn là sau này nó hợp loạt dữ liệu nó hợp loạt vào khu mục này, lập đoán và thương hợp gì lập đoán này nhé, nó phải đổ vào đây. Vậy nó đổ vào đây thì ta phải khai báo chỗ này bị khai báo rõ ràng ra một chút xíu, giống như cái thằng bên này, giống như bên này này à, bất lịch ok. Do vậy sau này thằng này bất lịch thì đây ta phải đổ vào gì hợp gì lập đoán được chưa đấy. Rồi thử lại đây này, lại này nó lưu chế ra có chạy không ta, ok không chạy. Hôm nay giờ thử ăn rồi ấn này, rồi ấn này, rồi nó lại không chạy luôn. Nó báo cái này, báo cái này nó liên quan đến một vấn đề là mở cái liên quan bộ mật gì đó đó là đây pin này, pin này đang à, trong cái thằng này, trong cái thằng BSB này có một chỉ chỗ nào đăng phone đổi lại chu à, đây đây áo thêm cái thằng này chu ok ha. Đây, ta lại, không xấu. Đây, dụng gài, ok. Ô, thằng này thì nó lên chết đây. Mở thằng bên này mới được đây. Đó, trở lại đây nhé. Đây, bật, đây là lợi upload file này, bình thường này nhé. Đây, ấn ngay này, upload. Rồi sau đó ấn ok, nó lấy trên server này. Thằng này là chỉ đây. Bảo gì đó, cho thằng này đi. Đây, ta có thể upload file này, đây, đợi bên dây này, đây, nó lên, đây, file này upload ngọc tinh này, ok, cái này, đây, được chưa? Và ta muốn chèn cái tấm hình này, ta đục bộ, ok, đây cái hình nó đưa vào đây. Và ta muốn resize nó thì ta kích tấm hình này, nó có cái mục resize vào đây này, đây, được chưa? Bây giờ cái này ta cho nhỏ lại, cố định gì đó. Mở khoản nói chung là phải sửa được lấy tấm hình ở đây thì khi ấn lưu ở cơ sở liệu thì nó lưu tấm hình này vấn đề thứ hai đúng đấy giống như một bé đấy. Vấn đề thứ hai chỗ này thầy cũng muốn dùng cây này là chọn hình thì là upload file, thầy muốn là ấn vào đây nó phải khai thác cái thư viện hình đã có vào đây, có nghĩa là nó bị mở ra y chang như thằng này là chọn tấm hình thôi. À, ta ấn lưu thì ta lưu tên tấm hình thôi, cho ta không có upload file gì nữa, upload là công cụ quản lý này thôi, không cần upload file nha. Vậy ta phải nhúng cái này vào. Thứ nhất là tên thằng này, tên cái thằng layout này. Đó là cái này thì nói thêm nha, mấy cái thầy cũng thấy nói thế này đó nhé. Ok, đây là ngày good job này. Thằng này không phải thế này, mà ta phải nhúng cái này vô này. Cái này là CK Pinter đúng không? CK Pinter. Vậy ở đây ta có thư mục CK Pinter và đây ta có CK Pinter. Ok, ta nhúng cái này vô. Và đây ta sẽ nhúng nó vào CK Pinter và đây CK Pinter. Ok, thư mục CK Pinter và cái này đó. Nó là thùng tên thì thực chất là ở đây nó không có thể hiện gì hết. Và giờ đây thầy sẽ mở ra một cái demo của cái thằng CK Pinter này. Ok, CK Pinter nha. Và đây ta sẽ tìm cái mục đây là CK Pinter, CK Editor mà. CK Pinter đó. CK Editor không ạ? À?
của mình demo. À, thầy lên trên này rồi nhé. CK Pinter. CK Pinter. Ok, CK này. Pinter. Ok. Rồi select. Đây cái này này, nó là CK Pinter, định dịch của nó là đọc gì đây này ha. Rồi nó có cái này, mục đích của nó là đây này, ấn rồi nút này, ấn vào nút này ta chọn hình. Đấy, cái này vừa rồi ta làm đây này đúng không? Ta chỉ cần chọn hình ấy, chọn hình cái này nó đưa cái hình, đưa tên tầm hình vô đây. Vậy giờ cái này ta không phải là cái đó nữa. Rồi vậy ta đã vào trong game chat đấy nha, game chat. Chắc ta tìm một cái điều khiển bằng một bên trái nữa. Đây, đây. Ta chọn group. Group chung ghi là group input nha. Group input. Cái dạng mà thế này này. Đây. Bên này là đừng link là ấn một cái nút này, ấn một cái nút này. Ấn cái nút này nút, nút ở đây là nút đúng không? Vậy thầy copy trường hợp thứ hai nhé. Đây, thứ hai là đây. Đó, trường hợp thứ hai. Thay cho cái thằng insert đây, thằng này không xài nữa, ta không ở block file này. Vậy ở đây là ở đây rồi, giờ bắt đầu ta đi coi suộc vào code của thằng này này, code thằng này nha. Cái code của thằng này thì ở đây ta có một cái trên này ta có một cái nút này, nút bấm này, nút bấm này có ID là thằng này này. Đấy, có ID này. Vậy như nhân ta có nút bấm này, nút bấm là nút tầm, nút tầm, nút tầm đâu rồi. Thằng này không có nút tầm, vậy thì thằng giới này, ta phải thiết lập cho nó nút tầm. Đấy à, tầm. Thấy chưa? Đấy, nút tầm ở đây ta đặt nó ID, nó là nút tầm đấy nha, không có dùng lệnh gì hết á. Ở đây ta nó ID. Ok này, thấy chưa? Và giờ đây ta đang xài là dạng code nha. Nó có dạng này này, dạng này này, full page vậy đó, nó có mấy dạng đó, cái dạng này. Ở đây ta có cái ID này. Và đây ta đặt là chọn hình đúng không? Chọn hình, ok. Về đây. Đây. Nó có cái này, ấn vào đây cái. Ấn vào đây, nó sẽ thực hiện cái gì đó. Hình nó sẽ đưa vào đây, đúng không? Vậy cái hình mà đưa vào đây thì ta coi là cái trang của nó này. Trang của nó này. Hay tắt cái này đi khỏi vướng nha. Rồi khi ta chọn hình 1 thì nhớ là ta đang làm cái 1 nha, thì nó sẽ gọi cái hàm này. Vậy bài của chúng ta phải có cái hàm này, cái này phải có cái hàm này, này. Ok, vậy thì ở dưới này, dưới này ta đặt nó một script nha, script. Ok, ở đây ta đưa cái này vào và khi nó gọi đến thì nó đưa cái này vào, đưa cái này vào thì đưa cái này là cái mà hiển thị, cái hiển thị, hiển thị nhé. Vậy ở trên này nó có dùng cái đường code để tìm ra cái phần tử mà nút mà ta ấn, được chưa? Và khi ta ấn vào cái nút này, khi ấn là on click gì đây này, đấy nha, đấy đấy đúng là on click không? À, khi ta ấn vào ấn on click một này, đây, copy cái này đi, nha. Rồi đây, thứ nhất là ta tìm ra ID này, tìm ra để ý này là tìm ra phần tử của ID này là sau đó ta click vào cái nút này, ok, thì nó sẽ truyền cái này vào đây, cái này vào đây thì nó hiển thị vậy, cây này là nó nằm ở đây, cây này ID này, ok, và cây này nó có dòng dài gì đó, được chưa? Rồi cây này dòng dài gì đó, cái sáng nó đi vứt cái thằng này, được chưa? Nhớ là đừng có vứt cái thằng này nha, cái thằng này nó liên quan gì đến dưới này này. Ok, để nó nằm bên trái bên phải được thì nó phải có thằng đó, vứt thằng này thôi. Thì thằng nào ta biết thì vứt, thằng này thì chắc chắn nó cũng là kỳ nhạc gì thôi, vứt luôn nha. Rồi biết thì vứt, ok, còn thằng này đừng có vứt. Nguyên nhân là vứt nó trở thành một input bình thường, nó không có chạy được, nó không có nằm hai bên được, chưa? Ok, cho chạy thử này. Đây, nó bị nằm một bên, thằng này một bên, ok, chọn. Đấy, ta chọn chọn hình, nó đúng rồi. Và sau này ta sẽ cắt, ta chỉ lấy được cái phần cái hình dài thế này, ta lưu vào dữ liệu là ta lưu từng này thôi,
ta lưu dữ liệu là ta lưu từ cái thằng thằng này về sau thôi này, thằng này này. Đó, ta lưu từng này vô cơ sở liệu. Vậy ta phải cắt được này ra. Đó, nó phải trúng cái này vô để mình chọn được hình nha. Chọn được file luôn, chọn được hình luôn. Đấy. Đây là làm cái phần quản trị thì giống như cái môn BP gì gì đó. Okay. Thêm thì chắc là biết rồi. Nếu làm thì không sao xử lý ha. Nó phải hình dung được cái này vô. Được chưa? Đó. Chạy sang bên này còn link chat nhé. Đó. Thứ nhất hình dung bên này vô. Đó. Chồng thầy. Tìm cách chứ quản lý nó đó. Quản lý giờ thì cho phép những cái hình, cái kiểu file gì có quyền ập lắm. Còn cái này thì ta sẽ chọn từ bộ sưu tập. Đây nè. Chứ ta không có gì, ta không có upload file lên. Vì upload file lên nó không có hay. Nguyên nhân không hay là khi file đó có rồi ta lại upload file tiếp thì nó không ổn. Được chưa? Thôi vậy, có tên này ta chọn thôi. Nếu như ta xóa hình trên này thì hiển nhiên là web nó bị lỗi rồi đó. Đúng không? Xóa hình này, tại vì cái này là một cái trình quản lý riêng, không liên quan gì đến cốt.